Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện Tăng Thống, Phật lịch 2564, số 07, trên VTT, trên VB, lá thư ngày Tết. Kính đảnh lễ chư tôn trưởng lão, kính gửi huynh đệ bốn chúng. Ngày đầu xuân, kính gửi đến đại chúng niềm vui trong chánh pháp, cùng chia sẻ pháp lạc trong giáo pháp hiện thế của Đức Thích Tôn, cùng hướng đến giáo nghĩa đương lai của Đức Từ Tôn Vô Năng Thắng. Trong những chu kỳ thành trụ hoại không của thế giới, trong cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi chủng loại, của mỗi dân tộc, nhân loại đã và đang trải qua những biến đổi trong thế giới tự nhiên, những biến động trong xã hội loài người làm thay đổi tư duy của con người từ giáo nghĩa, giáo điều, tín lý của các tôn giáo, các hệ tư tưởng, gây nên những thế kỷ xung đột, bạo hành, chiến tranh giữa các dân tộc, các tôn giáo. Trong những cộng nghiệp và biệt nghiệp ấy, dân tộc Việt Nam cũng đang trải qua những biến đổi trầm trọng từ hình thái tổ chức xã hội cho đến định hướng tư duy. Phật giáo Việt Nam cũng đã và đang chịu những thử thách lớn của thời đại, không chỉ xuất hiện những hình thái sinh hoạt biến đổi theo cơ cấu tổ chức của một xã hội tiêu thụ, mà chính trong tư duy cũng biểu hiện những giá trị lệch hướng, định hướng theo thị hiếu quần chúng, thỏa mãn nhu cầu tri thức thấp kém, những giá trị thế tục phù phiếm. Khi mà những người học Phật bị mê hoặc bởi các giá trị thế tục, diễn giải giáo nghĩa theo kiến thức nhặt lượm từ những thành tựu vụn vặt trong xã hội tiêu thụ, chánh kiến mờ nhạt dần và chánh pháp được thay thế bằng tượng pháp, vàng thật được thay thế bằng vàng giả, như Đức Phật đã giải thích cho tôn giả Đại Ca Diếp. Khi vàng giả xuất hiện trong thị trường tiêu thụ, vàng thật biến mất. Đây là quy luật cần được hiểu theo ý nghĩa kinh tế học. Do bản thân vàng giả không hàm chứa giá trị nội tại, người tiêu thụ dễ dàng phung phí, từ đó tạo ra ảo tưởng về một xã hội phồn vinh mà nhất định nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ. Cũng vậy, những giá trị phù phiếm của tượng pháp vẽ ra ấn tượng hư cấu về một thời kỳ hưng thịnh của chánh pháp, đồng thời cũng hàm chứa tín hiệu cho sự suy tàn tất yếu. Phật giáo Việt Nam trong hiện tại đang chứng kiến hiện tượng trăm hoa đua nở mà bất cứ ai có trí hay không có trí, có học hay không có học, có đạo hay vô đạo, đều có thể phát ngôn tự ý và tự gán cho đó là Phật ngôn mà không thể tìm thấy bất cứ đâu trong kho tàng thánh điển. Được diễn giải tùy tiện nhằm thỏa mãn thị hiếu vật dục thấp hèn, như một dự ngôn đã báo trước bằng ẩn dụ, đem vàng đi đổi củi, mang giáo nghĩa giải thoát cao thượng đổi lấy những giá trị thế tục được cho là giá trị văn minh thời đại. Quả thực, với những hiểu biết giáo lý nông cạn, không được thực chứng qua công phu tu tập, tu trì nghiêm mật, giữa thời đại mà nhiễu loạn thông tin đang là công cụ đắc lực cho các tham vọng quyền lực, đam mê tài sản, hấp dẫn tiêu thụ, thật khó mà phân biệt thật với giả, chánh tín với tà tín và cuồng tín,
Đó là hiện tượng mà ngày nay nó được gọi là sự nhiễu loạn thông tin qua các mạng truyền thông xã hội. Nhiễu loạn thông tin, tuyên truyền phổ biến những giá trị hư cấu, có thể nói cũng được tìm thấy từ xa xưa, như là tín hiệu xã hội cho các giai đoạn thăng trầm của các cộng đồng, dân tộc và tôn giáo. Những giá trị hư cấu được phổ biến gây nên ảo giác về một xã hội phồn vinh. Cũng vậy, Phật ngôn hư cấu tác thành vọng tưởng về sự hưng thịnh của chánh pháp, và lịch sử quá khứ cũng như hiện tại đã và đang chứng kiến sự suy thoái đạo đức trong các chúng đệ tử Phật. Tuy nhiên, như mặt trời giữa hư không, sau những lúc bị mê mù, khói bụi che khuất, rồi cũng xuất hiện tỏa sáng thế gian. Cũng vậy, mặt trời trí tuệ vốn là giác tính uyên nguyên của mọi loài chúng sinh, trong sinh tử trường kỳ, bị che lấp bởi khách trần phiền não, rồi cũng sẽ bừng sáng khi nhân duyên hội đủ. Đạo Phật Việt Nam, kể từ thời dựng nước, độc lập và tự chủ, đã dung hội giác tính trong nhất thể dân tộc, trải qua những thăng trầm, vinh nhục của lịch sử, vẫn tự tin và đứng dậy từ những sụp đổ đau thương. Vũ trụ xoay vần trong các chu kỳ thành trụ hoại không, thiên nhiên xoay vần trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Những người con Phật qua các giai đoạn thịnh suy, bỉ thái của dân tộc và nhân loại vẫn hướng đến tương lai trong ánh sáng từ bi và trí tuệ. Trong những ngày xuân di lặc, trong nụ hoa vi tiếu của Đức Từ Tôn Vô Năng Thắng, kính chúc đại chúng ngày xuân tăng ích và an lạc trong chánh pháp. Nam mô Đương Lai Thế Tôn Từ Thị Vô Năng Thắng. Phật lịch 2564 xuân Tân Sửu 2021. Thiền Thệ Tử Thích Tuệ Sĩ. Lên đồi vách đá mồ côi chữ hòa lệ
bát chữ lên đôi. Lối đêm sâu thẳm từ tâm khảm giới bồng bềnh trôi xa. Tôi gã tiểu phu bát chữ lên đôi. Lối đêm sâu thẳm từ tâm khảm giới bồng bềnh trôi xa. Tôi gã tiểu phu bát chữ lên đôi. Lối đêm sâu thẳm giới bồng bềnh trôi xa.